Tomato Việt Nam tự hào là nhà sản xuất và phân phối kem, sữa chua trân châu, sữa chua dẻo, bột làm kem tươi chuyên cho ngành F&B hàng đầu Việt Nam. Đến với chúng tôi, các chủ quán cà phê, trà sữa, trà chanh, chủ các nhà hàng sẽ được cung cấp các nguồn nguyên liệu, sản phẩm chất lượng trong khi mức giá vô cùng ưu đãi, giúp giảm thiểu chi phí, gia tăng lợi nhuận. Đào tạo hướng dẫn cách làm các món sữa chua trân châu, sữa chua dẻo, cách decor trang trí kem và các kỹ thuật pha chế. Truy cập ngay website tomatovietnam.com hoặc liên hệ hotline 0988 580 240 để được tư vấn chi tiết ngay hôm nay. Ấn tượng trước sự tăng trưởng của TikTok, Netflix lần đầu tiên xem đây là đối thủ nguy hiểm của mình. Đối với Netflix, các hãng bao gồm Disney, Warner Media và NBC Universal hiển nhiên là các đối thủ chính của họ trên toàn cầu. Nhưng mới đây họ cũng đã bổ sung thêm một cái tên nữa, đó là TikTok. Trong bức thư gửi tới các nhà đầu tư vào ngày 16 tháng 7, 2020, lần đầu tiên Netflix đã nhắc đến TikTok như một đối thủ đáng gờm. Thú vị hơn khi họ còn chào đón nhiệt liệt sự trỗi dậy của ứng dụng video tại Trung Quốc này, một điều mà Netflix thường không làm như vậy với các đối thủ truyền thống của họ ở Hollywood. Bức thư cho biết, tăng trưởng của TikTok thật đáng kinh ngạc khi mà nó cho thấy được tính linh hoạt của ngành giải trí Internet. Kể từ khi ra mắt toàn cầu vào năm 2018, TikTok đã trở thành một trong các ứng dụng phổ biến nhất trên thế giới. TikTok đã trở thành ứng dụng được tải xuống nhiều nhất trên Apple App Store trong cả 2018 và 2019. Gần một nửa số người dùng của họ trong độ tuổi từ 16 đến 24 và khoảng 90% người dùng của họ sử dụng ứng dụng này hàng ngày. TikTok đã thuê người đứng đầu bộ phận streaming của Disney là Kevin Mayer về làm tân CEO của mình. Quay trở lại với các báo cáo của Netflix, từ lâu, Netflix đã luôn dành một phần trong báo cáo thu nhập của mình để nói với các đối thủ cạnh tranh có tiềm năng tăng trưởng. Nó không chỉ cho thấy thách thức mà công ty sắp phải đối đầu mà còn cho thấy xu hướng của ngành trong tương lai. Năm 2014, công ty từng cho rằng đối thủ của họ chính là truyền hình truyền thống bao gồm các kênh như CBS và HBO. Một năm sau đó, Netflix bắt đầu liệt kê Hulu và Amazon vào trong nhóm đối thủ của mình. Dần dần, danh sách đối thủ của Netflix tiếp tục được kéo dài thêm với các cái tên như YouTube, Facebook và thậm chí cả các trò chơi điện tử như Fortnite. Tuy nhiên, trong mắt họ, các ứng dụng mạng xã hội và video khác như Instagram, Snapchat hay Twitch lại chưa bao giờ là đối thủ cả. Chính vì vậy, việc đưa TikTok vào trong danh sách đối thủ là một điều hết sức đặc biệt. Phần lớn các đoạn video được chia sẻ trên nền tảng này là do người dùng tạo ra, nó hoàn toàn không được theo một kịch bản nào giống như các dịch vụ nội dung của Hollywood. Nhưng việc tuyển dụng Mayer cùng với sự phổ biến của người dùng trẻ trên toàn cầu đang cho thấy nó có thể cạnh tranh trực tiếp với Netflix trong việc tiếp cận các tài năng hàng đầu. Ngay cả với tình trạng hiện tại thì TikTok cũng đang cạnh tranh với Netflix trong việc chiếm một lượng lớn thời gian giải trí trước màn hình của người dùng. Có một tin tốt đối với Netflix đó là hiện tại, TikTok chắc chắn sẽ không thể nào có thỏa thuận với Hollywood khi mà ứng dụng này đang bị cấm tại Mỹ. Vì mối quan hệ với Trung Quốc, ứng dụng này hiện đã bị cấm tại Ấn Độ, trong khi phía Mỹ cũng đang xem xét một lệnh cấm tương tự do lo ngại các vấn đề về an ninh. Ngay cả như vậy, thì TikTok vẫn cho thấy mình đang gây ra một mối đe dọa ngày càng lớn cho tham vọng trở thành điểm đến duy nhất trên thế giới đối với mọi loại hình giải trí của Netflix. Mỗi phút người dùng dành cho TikTok thay vì xem các bộ phim của Netflix trên màn hình lớn càng cho thấy thói quen tiêu thụ nội dung của người dùng đang thay đổi. Khoa, Nguyễn Hải, Trí Đức Trẻ, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Quảng cáo hiệu quả, giá rẻ bất ngờ. Liên hệ ngay Đinh Nghĩa Studio@gmail.com, số điện thoại 0964002593.